Hello, xin chào mọi người. Mời mọi người ăn ít nướng với mình nha. Đây, mình vừa mới xuống đồng kiếm ớt nè mọi người. Đây, đây đồng bao la nha mọi người. Sao ơi? Sao? Có ai ở Đức Hòa không ạ? Sao? Đây, ở Đức Hòa chắc biết con này nè. Bạn thấy kiện hay lỗ kiện đó. Mọi người thấy thơm ngon không? Nếu thấy thơm ngon mọi người chia sẻ giúp mình nha. Đây. Mình mua ớt chỉ 30 ngàn. Đây. Mua xuống đây bây giờ tình ngon nó thôi chú tình ngon. Ít nướng nè mọi người. Đây. Đây mời mọi người xem nè. Mẹ ăn á. Đây. Mọi người ăn cùng thêm cùng mình nha. Nè, đây đây. Mọi người nhìn thơm ngon không? Cái miếng gì vậy? Hết sảy luôn mọi người ơi. Này chín chưa? Đó. Đó bắt đầu. Ê ê nhìn đâu? Thơm ngon không? Nướng lên. Nướng là nướng nướng không nghe chị tổng chấm nha. Nướng không. Ừ. Làm sao đi. Cái này đây. Nó bị ấy nè. Em với ấy ngồi chắc nghi ấy quá. Đâu? Rồi. Nướng ớt chưa chín nữa mà dành nhau ăn rồi mọi người. Cành đồng quê hương mọi người ơi, giờ tối quên này. Gọi